Cổ chân nhân chương 1371, luôn có thất bại, thân tử đạo tiêu hai. Sau khi bị tiên cương tiêu giao trí tâm chặn đánh, bốn vị cổ tiên nhanh chóng thương lượng với nhau, sau đó trong nháy mắt tập trung vào cổ tiên thanh niên ảnh vô tà. Trong số tất cả cổ tiên ở đây, y là đặc biệt nhất. Bởi vì y là người sống, đồng thời khí tức cho thấy y hoàn toàn không phải là thập tuyệt thể. Bốn vị cổ tiên cố nén đau đớn phóng đến ảnh vô tà. Tim ảnh vô tà lập tức đập loạn, hô lớn, làm sao bây giờ? Bọn họ đang xông đến. Đừng khẩn trương, hãy dùng thủ đoạn mà ngươi am hiểu nhất. Lập tức có cổ tiên áo bào đen đứng bên cạnh nhắc nhở. Ta không khẩn trương, ta không khẩn trương. Ảnh vô tà hít sâu một hơi, hô hấp vẫn nhanh như cũ. Mắt thấy bốn tiên càng lúc càng gần, trong đầu ảnh vô tà lập tức nghĩ đến cảnh tượng lúc mới sinh ra. Y được thai ngén từ trong mộng cảnh. Khi y mở mắt, người y nhìn thấy đầu tiên chính là Nghiễn Thạch Lão Nhân. Nghiễn Thạch Lão Nhân mỉm cười, đôi mắt đen nhìn chầm chầm y, dò xét trên dưới, trong giọng nói khó nén nổi sự thưởng thức, tốt, 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 thuần mộng cầu chân thể. Ngươi chính là thành tựu tối cao mộng đạo mà ta đã nghiên cứu. Bạc Thanh đã chết, ngươi hãy thay thế y trở thành người mạnh nhất trong số chúng ta, trấn áp đại cục. Ngươi là ai, ta là ai? Ảnh vô tà tò mò hỏi. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta là Nghiễn Thạch Lão Nhân, mà ngươi thì gọi là ảnh vô tà. Nghiễn Thạch Lão Nhân cười ha hả. Tiếp theo, ông vung tay lên, rất nhiều suy nghĩ rót vào đầu ảnh vô tà. Ảnh vô tà lập tức cảm nhận được một luồng tin tức chảy xuôi xuống đáy lòng, thời gian có hạn, ta chỉ truyền thụ cho ngươi một sát chiêu. Mặc dù nó không hề có lực sát thương, nhưng nó lại là đỉnh phong mộng đạo trong ngũ vực cho dù là cổ tiên thiên đình cũng bị ném ra đằng sau. Bởi vì cái gọi là một chiêu tiên ăn biến thiên. Ngươi nhất định phải cảm ngộ thật tốt. Khi ngươi trở thành cổ tiên, ta sẽ cho ngươi một bộ cổ trùng hoàn chỉnh. Đến lúc đó ngươi lại càng phải luyện tập nhiều hơn. Hồi ức dừng lại. Bốn vị cổ tiên đã gần ngay trước mắt, trong đó giả nghị xông lên đầu tiên. Trong mắt ảnh Vô Tà đột nhiên bắn ra tinh mang. Y chậm rãi độc, tiên đạo sát chiêu, dẫn hồn nhập mộng tốc độ của bốn vị cổ tiên giảm xuống giống như lâm đại địch vô cùng đề phòng nhưng sau mấy hơi thở cũng không thấy động tĩnh gì tiểu tử ngươi cũng dám đùa nghịch chúng ta bành thế long giận dữ đang định ra tay công kích lúc này cổ tiên bác chuyển giả nghị lại bắt đầu rơi xuống chuyện gì xảy ra vậy trong lúc đám người bành thế long kinh nghi bất định cổ trận thập tuyệt tiên cương vô sinh phát động thế công lăng lệ vô cùng đánh về phía giả nghị. Giả nghị không hề có động tĩnh gì, nhưng từng tầng phòng ngự trên dưới toàn thân giả nghị lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ba tiên còn lại vội vàng ra tay ngăn lại thế công cổ trận. Giả nghị vẫn còn đang rơi xuống. Phù phù phù. Nhưng trong giờ phút này ông ta lại ngủ thiếp đi. Là tên nhóc kia dở trò. Gương mặt nhậm hải dương tràn ngập vẻ hoảng sợ và dữ tợn đang sen đối phó chỉ là cổ tiên thất chuyển thôi phát sát chiêu tiên đạo nhưng lại khiến cho giả nghị không cách nào phản kháng lập tức trúng chiêu nhất là phòng ngự bao phủ toàn thân ông lại không có hiệu quả rốt cuộc là sát chiêu gì vậy cẩn thận bành thế long kinh hô tai kiếp giáng xuống rất nhiều tinh lôi có thể so với tốc độ ánh sáng bắn ra áp xuống đỉnh đầu cổ tiên nam cương một đợt thiên tai đánh xuống đa số cổ tiên nam cương đều mất đi sinh mạng ngay cả tiên cổ tiên bác chuyển, giả nghị nổi tiếng mấy trăm năm cũng bị tinh lôi oanh kích thành bã vụn. Đám người bành thế long ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không thể nào kịp cứu viện. Xong rồi. Lúc này, ba vị cổ tiên bác chuyển gần như tuyệt vọng. Ảnh vô tà đích thật là sơ hở của đại trận, nhưng chiến lực của bản thân y lại vượt qua sự tưởng tượng của ba tiên. Sát chiêu mộng đạo trước nay chưa từng có khiến cho giả nghị rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào bừng tỉnh giả nghị vừa chết chỉ còn lại ba tiên thế xong lập tức rơi xuống một đoạn phá vỡ hy vọng đào thoát của ba người nhất định phải kiên trì ở núi nghĩa thiên từ đầu đến cuối vẫn quan sát chiến trường phương nguyên không khỏi lo lắng cho dù hắn trở thành tân chủ nhân của kinh hồng loạn đài đấu chỉ dựa vào sức của một mình hắn cũng khó mà thôi động tiên cổ ốc khổng lồ giống như một người thao túng một chiến hạm lực bất tòng tâm vô cùng khó khăn cho nên liên hợp với cổ tiên Nam Cương là nhất định. Chỉ có tiến vào tiên cổ ốc, cổ tiên càng nhiều, tiêu hao tiên nguyên càng lớn, sức mạnh mà tiên cổ ốc đánh ra mới càng mạnh. Chỉ dựa vào một mình phương nguyên, rất khó để cho tiên cổ ốc cường đại đến mức đột phá cổ trận. Thời gian vô tình trôi qua, ba vị cổ tiên bác chuyển càng lúc càng mệt mỏi. Mấy vị cổ tiên thất chuyển thì đang chạy trối chết trong tai kiếp. Sau khi nhậm hải dương chết vì tai kiếp, hai vị bác chuyển còn lại đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đại thế đã mất. Phương Nguyên không khỏi thầm kêu, hai, kế sách hiện nay chỉ có thể tiếp tục ngụy trang thân phận, tận lực không để người khác phát hiện. Nhưng khi cổ tiên lục chuyển, thất chuyển chết hết, chỉ còn lại hai vị cổ tiên thất chuyển, núi nghĩa thiên đột nhiên chấn động. Rất nhanh, biên độ chấn động nhanh chóng tăng dần. Đất trung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra thế? cơn chấn động thu hút ánh mắt của hai vị cổ tiên. Chẳng lẽ kinh hồng loạn đài đấu đã bị người ta lấy sao? Hai vị cổ tiên bác chuyển trăm miệng một lời kinh hô. Sau đó, bọn họ đồng thời sửng sốt, đều ý thức được không phải nguyên nhân đó. Phương Nguyên cũng chấn động. Hắn đương nhiên còn chưa luyện hóa tiên cổ ốc, rốt cuộc là ai? Hoành! Núi đá băng liệt, đại địa bị phá thành một cái hang lớn, từ trong động nhảy ra một bóng người. Tiên cương đại lực chân vũ Ông ta đã thoát khỏi sự trấn áp của tiên cổ ốc, nhất phi trùng thiên, lại nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng còn chưa kịp để phương nguyên phản ứng, một tiếng hừ lạnh đã vang vọng trời đất, ở trước mặt chúng ta mà còn muốn đào thoát số mệnh. Chết cho ta! Một cột sáng từ trên trời đánh thẳng xuống. Tiên cổ ốc cử chuyển, tháp giám thiên. Chúng tiên thiên đình đã đến. Quy lực của cột sáng kinh khủng tuyệt luân, phá vỡ đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, hai vị cổ tiên bác chuyển phi hôi yên diệt trong nháy mắt. Thật ghê tởm. Tiên cương đại lực chân vũ không tránh kịp, chỉ có thể vạn phần không cam lòng gầm lên một tiếng, sau đó bị cột sáng đánh thành một miệng. Vì thế cột sáng không giảm, bắn về núi Nghĩa Thiên. Phải chết rồi sao? Phương Nguy ngửa đầu nghiến răng, bắp thịt cả người kéo căng. Một kích toàn lực của tiên cổ ốc cử chuyển, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản chỉ còn lại một lá bài tẩy cuối cùng xuân thu thiền sau một khắc phương nguyên tự bạo thất bại xuân thu thiền mang theo ý chí của phương nguyên vừa mới tiến vào dòng sông thời gian đã bị sụp đổ nổ thành vô số mảnh vỡ phương nguyên thân tử đạo tiêu trong truyền thuyết trên thế giới này có một con sông nó xuyên qua điểm cuối cùng và bắt đầu ẩn sâu nhân và quả chảy xuôi mỗi một chỗ hẻo lánh trên khắp thế giới có nó đổ vào Thế giới mới vận chuyển bình thường, hết thảy mới có thể thay đổi. Con sông này chính là con sông thời gian. Nơi này là bí cảnh thiên địa, dừng ấm của trụ đạo, vô số cổ trùng trụ đạo phồn diễn sinh sống ở chỗ này. Hàng tỷ hàng vạn khối nước sông chảy xuôi, chưa từng gián đoạn. Nước sông bành trướng, thủy triều lên xuống, sóng cả lăn lộn. Mỗi một giọt nước thời gian đều không màu, nhưng triệu triệu giọt nước va chạm vào nhau, giao hòa lẫn nhau lại có thể bắn ra ánh sáng lung linh rực rỡ nhất thế gian. Loại ánh sáng yêu kiều này khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Phương Nguyên vẫn luôn cảm thấy đây là một trong những cảnh sắc động lòng người nhất thế gian. Khi tháp giám thiên bắn ra một kích tích lũy đã lâu, Phương Nguyên bị tai bay vạ gió, khó mà đào thoát, tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ còn lại lựa chọn duy nhất, chính là thôi động Xuân Thu Thiền. Nhưng Xuân Thu Thiền lục chuyển cũng có một khuyết điểm. Mỗi lần thôi động đều có khả năng thất bại. Bên trên núi Thanh Mao, Phương Nguyên đã thành công thôi động một lần. Bên trên núi Tam Xoa, Phương Nguyên một lần nữa thành công. Nếu như tính luôn 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên đã thôi động Xuân Thu Thiền thành công 3 lần. Bây giờ, hắn rốt cuộc đã thất bại. Thôi động Xuân Thu Thiền thất bại. Mặc dù ý chí của hắn đã tiến vào dòng sông thời gian, nhưng một khắc trên đường, Xuân Thu Thiền tự bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ý chí của Phương Nguyên giống như một đứa bé mất đi con thuyền mà rơi xuống nước. Sống cả lăn lộn trên con sông thời gian, có thể trong nháy mắt nuốt sạch ý chí của Phương Nguyên, ngay cả bột phấn cũng không chừa. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Trong thời khắc tiến đến tử vong, Phương Nguyên chỉ còn lại ý chí, nhưng ngược lại bình tĩnh lạ thường. Không nôn nóng, cũng không có không cam lòng, cũng không hối hận. Lúc trước, hắn lựa chọn con đường này cũng đã dự liệu khả năng kết cục phát sinh tình huống này cũng đã nằm trong suy nghĩ của phương nguyên cũng không còn cách nào hắn đã dùng hết toàn lực nếu cho ta một cơ hội ta cũng sẽ sống như vậy ha ha như vậy thì như vậy đi cuộc đời mạo hiểm của ta xem như kết thúc ở nơi này mặc dù không lưu lại bất kỳ truyện ký hay truyền thừa nào nhưng cũng không quan trọng ý chí phương nguyên nhanh chóng sa sút tinh thần hắn rất bình tĩnh thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc nếu hắn còn mặt mũi, chỉ sợ lúc này khóe miệng của hắn đã nhếch lên, theo bản năng mà mỉm cười. Chết trên con đường mà mình theo đuổi thì còn gì cần phải tiếc nuối chứ? Ha ha, sao? Tiếng cười trong lòng Phương Nguyên im bặt. Dị biến đã phát sinh vào thời khắc này. Bên trong con sông thời gian Bao La Hùng Vĩ, bỗng nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ. Đầu tiên, mặt quỷ nháy mắt ra hiệu với ý chí còn sót lại của Phương Nguyên, dường như đang chế giễu hắn sau đó mặt quỷ đen nhánh dương mặt lên biểu hiện vô cùng thống khổ giống như đang nôn mửa một nụ hoa thật lớn xuất hiện bên trong miệng mặt quỷ miệng mặt quỷ giống như muốn nổ tung khóe miệng tuét ra quát lên tận mang tai sau khi phun ra nụ hoa mặt quỷ lập tức thả lỏng bắt đầu nháy mắt ra hiệu phương nguyên nở nụ cười cổ quái nhưng lại vô cùng kinh khủng nụ hoa kia phá vỡ mặt sông chậm chậm nở rộ thời gian như dừng lại vào lúc này trong chớp mắt, nụ hoa to ra, hóa thành một đóa hồng liên kiều diễm. Từ trong tâm sen lóe lên một chút ánh sáng màu đỏ, chiếu vào địa điểm Xuân Thu Thiền tự bạo. Thế là thời gian bên trong ánh sáng màu đỏ bắt đầu quay lại. Cùng lúc đó, mặt quỷ mang theo hồng liên trước đó chậm rãi chìm xuống nước sông. Giống như một thước phim đảo ngược, tất cả mọi chuyện đều quay ngược trở về. Cũng giống như nước đã tắt ra ngoài tự động chảy vào trong chậu lại ý chí ban đầu của phương nguyên đã tiêu tán gần như không còn chỉ còn lại một chút xíu hoàn toàn không đáng kể nhưng dưới ánh sáng màu đỏ chiếu rọi ý chí của hắn nhanh chóng khôi phục lại như cũ đồng thời mảnh vỡ của vô số cổ trùng cũng xuất hiện theo mảnh vỡ cổ trùng đồng loạt chấp vá tạo thành xuân thu thiền hoàn chỉnh xuân thu thiền chở ý chí phương nguyên bắt đầu lên đường ánh sáng màu đỏ tiêu tán hồng liên trong khoảnh khắc cũng tán loạn còn mặt quỷ cũng bị nước sông cuồn cuộn không dứt xô đi không còn. Giống như hết thảy đều là ảo giác. Nhưng Xuân Thu Thiền đã cưỡng ép hồi phục như cũ. Nó mang theo ý chí của Phương Nguyên, mang theo hy vọng còn lại của Phương Nguyên phóng đi trên sông. Chật vật đi ngược dòng nước. Trở lại quá khứ. Phúc địa tinh tượng. Ma vụ lượng lờ, huyết độc bốc hơi, ăn mòn ba tầng cổ trận. Mặt đất chung quanh đều biến thành một lớp bùng độc gương mặt phương nguyên tràn ngập vẻ ngưng trọng tiếp theo chính là xử lý thiên tài khó nhất địa cực tiên cương hắn cầm một tiên tài trong tay nguyên liệu luyện cổ này vô cùng kỳ lạ từ bùng với khí tạo thành bùng khí tự động trộn lẫn thành một khối bên trên là cương khí màu xanh nhạt bên dưới là bùng đất màu đen cương khí là thời tiết của cửu thiên bên ngoài thái cổ cửu thiên đều có một tầng cương khí dày đặc cổ tiên muốn vào cửu thiên thăm dò thường phải đột phá bức tường cương khí. Còn bùng đen là tinh hoa do địa khí nồng đậm phía dưới thập địa ngưng tụ thành. Bản thân hai khí thiên địa khó mà tồn tại cùng nhau. Nhưng lúc này, hai loại lại hài hòa thống nhất với nhau. Không chỉ tồn tại một cách hòa bình, mà còn không ngừng chuyển hóa lẫn nhau. Bùng đen chuyển thành cương khí, lại có cương khí không ngừng chuyển thành bùng đen. Bàn tay phương nguyên lay động. Địa cực thiên cương nhanh chóng đục ngầu, cương khí bùng đen lẫn lộn cùng một chỗ, hình thành một luồng sương mù màu xám lượng lờ. Sau khi yên tĩnh được 10 hô hấp, đám bùng đen lắng động xuống, cương khí vẫn còn bên trên, nhưng xuất hiện thêm hai màu đen trắng tuần hoàng với nhau. Xử lý tiên tài này phiền phức nhất. Sát chiêu luyện đạo bình thường cũng không thể xử lý hoàn mỹ. Chỉ có thể dùng sát chiêu tiên đạo tỉnh miên điện mãn, ánh tuyết, muộn lôi thạch, cối xay gió mới có thể xử lý trong một lần. Đáng tiếc, bốn loại sát chiêu này ta đều không có chỉ có thể dốc sức xử lý địa cực thiên cương mà thôi ý niệm lóe lên trong đầu phương nguyên dưới chân đạp một cái cơ thể bay lên không nhảy vào máu độc trong mai rùa vụt phương nguyên duỗi móng tay bén nhọn cào sáu vết trên cánh tay ngực và phía sau lưng sát chiêu huyết luyện huyết ti du bên trong những vết thương này chảy ra một chút máu vết máu nhanh chóng dung nhập vào máu độc màu tím sậm chợt máu độc bên trong mai rùa giống như được dẫn dắt, bắt đầu chui vào vết thương Phương Nguyên. Cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, Phương Nguyên kêu lên một tiếng. Tiên cương không có cảm giác đau. Phương Nguyên cảm nhận được sự đau đớn tất nhiên là do cổ trùng. Hắn cần phải thông qua cảm giác đau đớn để kiểm tra trình độ xử lý tiên tài như thế nào. Máu của Phương Nguyên nổi cùng máu bên trong mai rùa, hình thành tuần hoàng, không ngừng ra vào cơ thể Phương Nguyên. Sau khi quá trình này trở nên ổn định, Phương Nguyên lấy địa cực thiên cương nuốt vào. Tực một tiếng, địa cực thiên cương bị hắn nuốt vào trong bụng. Đây là pháp môn luyện cổ huyết đạo quỷ quyệt do hắn sáng tạo ra kiếp trước. Hắn đã đặt tên cho pháp môn này là nhục thân huyết luyện. Sau khi địa cực thiên cương được nuốt vào cơ thể, không ngừng được huyết dịch cọ rửa, có chút hòa tan trong máu. Huyết dịch này xuyên qua vết thương toàn thân trên dưới Phương Nguyên, từ trong cơ thể chảy ra, tập trung vào mai rùa, chìm xuống đáy nồi đồng thời máu độc trong mai rùa thông qua vết thương rót vào cơ thể phương nguyên cọ rửa địa cực thiên cương thời gian chậm rãi trôi qua vết thương chằng chịt trên người phương nguyên nét mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn tám cánh tay cắm vào trong máu độc trăng nanh nhô ra ngoài hai mắt màu đỏ thở dốc như trâu còn một buổi tối nữa thôi là ta đã có thể xử lý hoàn toàn địa cực thiên cương trong cơ thể chỉ cần qua được bước này quá trình luyện chế tiên cổ biến hình xem như đã vượt qua được bước khó khăn nhất. Đột nhiên, biểu hiện đau đớn của Phương Nguyên ngưng lại. Dưới cặp lông mày cau chặt, đôi mắt xanh biết phát ra ánh sáng bỗng nhiên trở nên mê mang, đánh mất tất cả thần quan. Trong quá trình luyện chế tiên cổ, nhất định phải duy trì lực chú ý cao độ, không cho phép phân tâm. Phục. Hắn lập tức ngửa đầu, bỗng nhiên phun ra một nguồn máu độc. Lập tức hắn ngã xuống vào trong vũng máu độc, bắn lên một chùm sóng máu sóng máu văng ra mép mai rùa văng xuống đồng cỏ rất nhanh một mảng lớn cỏ xanh mơn mởn đã bị ăn mòn thành một luồng khói màu đỏ sậm chủ nhân địa linh tin tưởng hô to một tiếng gương mặt tràn ngập lo lắng nhào vào trong mai rùa bỗng nhiên cái đầu phương nguyên nổi lên trong vũng máu hắn một lần nữa đứng dậy gương mặt mê man của hắn biến mất hai mắt một lần nữa có được thần thái miệng thì thào đây là đây là nghe phương nguyên lẩm bẩm trong lòng địa linh tin tưởng không khỏi càng thêm lo lắng chủ nhân không phải vì luyện cổ thất bại mà biến thành ngu ngốc chứ đầu tiên phương nguyên nhìn hai tay của mình sau đó ánh mắt liếc nhìn vũng máu và mai rùa cuối cùng tiêu điểm ánh mắt là trên người địa linh tin tưởng bây giờ là lúc nào phương nguyên hỏi địa linh tin tưởng hơi hồi hộp một chút nhưng vẫn trả lời bẩm chủ nhân từ lúc chủ nhân bắt đầu luyện chế tiên cổ thì đã qua nhiều ngày rồi ha ha Phương Nguyên ngửa đầu cười to. Trong lòng địa linh tin tưởng cảm thấy lạnh buốt, xong rồi, chủ nhân ngu ngốc rồi. Luyện chế tiên cổ thất bại, bản thân bị trọng thương, hắn ngay cả thời gian cụ thể cũng không nhớ rõ, còn cười đến vui vẻ như vậy. Sự vui sướng trong lòng Phương Nguyên không thể nói cho người ngoài biết. Lại được sinh ra lần nữa rồi. Mặc dù thôi động xuân thu thiền thất bại, nhưng bởi vì dị biến, khiến cho ta khải tử hoàng sinh, chuyển bại thành thắng, ý chí một lần nữa trở về quá khứ khi ta luyện chế tiên cổ biến hình là hơn một năm trước thời gian lại ngắn như vậy sao dựa theo nội tình của ta cộng với trên người có nhiều tiên cổ như vậy ít nhất phải quay ngược mấy trăm năm chỉ là trở lại hơn một năm trước là vì thôi động xuân thu thiền thất bại à còn nữa cái mặt quỷ hồng liên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Mặc dù dị biến chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn bên trong dòng sông thời gian nhưng lại khắc một ấn tượng thật sâu vào trong đầu Phương Nguyên. Việc liên quan đến thắng bại sinh tử, ấn tượng không khắc sâu không được. Bây giờ nhớ lại, trong lòng Phương Nguyên tràn ngập nghi hoặc. Mặt quỷ hồng liên đại diện cho cái gì? Vì sao trước đó ta sử dụng Xuân Thu Thiền mấy lần cũng không gặp phải tình huống này? Hay là chỉ khi nào sử dụng Xuân Thu Thiền thất bại mới có thể dẫn phát? Chậm rãi lắc đầu, Phương Nguyên tạm thời không suy nghĩ nang đề thần bí này nữa. Hắn nhảy lên một cái, thoát khỏi máu độc, bay ra khỏi mai rùa. Thương thế trên người đúng là không nhẹ, đạo ngân thành công duy nhất cũng vì luyện cổ thất bại mà hư hại. Thật sự đáng tiếc. Phương Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV kiểm tra lại trên người, rất nhanh phát hiện lần luyện cổ thất bại này đã mang đến hậu quả rất xấu. Bên trong cơ thể tràn ngập vết trạng, gần như sụp đổ. Thương thế như vậy, nhất định phải tịnh dưỡng mấy tháng mới có thể trở lại như cũ. Luyện cổ là một chuyện phong hiểm không thua gì kịch đấu. Huống chi là luyện chế tiên cổ. Lần này Phương Nguyên vì trùng sinh dẫn đến luyện cổ thất bại, thụ thương cũng là chuyện thường tình. Càng làm cho Phương Nguyên tiếc nuối chính là, hắn cực khổ tham gia đại hội luyện cổ, vất vả lắm mới đạt được đạo ngân thành công, nhưng đã bị hủy đi. Sở dĩ trước đó ta luyện tiên cổ tinh niệm thất bại, không phải vì thủ pháp của ta có vấn đề mà là vì đạo ngân giao hòa giữa các tiên cổ. Phương diện nhỏ bé này không ai có thể khống chế. Đây cũng là xác suất thành công cao hay thấp của tất cả tiên cổ. Tác dụng lớn nhất của đạo ngân thành công chính là ảnh hưởng phương diện này, để đạo ngân tiên tài giao hòa, toàn bộ đạt đến tiêu chuẩn luyện đạo. Cho nên, khi ta bắt đầu luyện chế tiên cổ biến hình, đạo ngân thành công đã bắt đầu hao tổn. Đây là một tiên tài đặc biệt, có tác dụng phụ trợ. Kiếp trước, ta chưa từng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn cuối cùng luyện hóa thành công tiên cổ biến hình nhưng kiếp này ta bởi vì trùng sinh ngược lại đã làm hỏng chuyện tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay nghĩ đến đây phương nguyên có chút dở khóc dở cười không phải nói có đạo ngân thành công bất kể luyện cổ nào cũng thành công hay sao cổ sư muốn chết cố ý dùng sai thủ pháp luyện cổ chắc chắn sẽ thất bại đạo ngân thành công tuyệt không phải vật vạn năng ở kiếp trước vì sao phương nguyên lại cố tình lựa chọn phúc địa tinh tượng để luyện chế tiên cổ chính là sợ bị ngoại lực quấy nhiễu dẫn đến luyện cổ thất bại luyện cổ thất bại tiên tài hao tổn bị thương chỉ là việc nhỏ mấu chốt là đạo ngân thành công cũng sẽ vì vậy mà bị hủy diệt phương nguyên trùng sinh trở về cũng may mà không chết nhưng trong thời gian luyện tiên cổ biến hình lại giống như tự tìm đường chết cũng không còn cách nào kiếp trước luyện tiên cổ biến hình thành công nhưng kiếp này lại thất bại Trùng sinh tuy có ưu thế tiên tri nhưng chứng thực được một việc cũng không phải chuyện nào cũng thuận lợi nhưng lần này ta trùng sinh ưu thế rất lớn mất một đạo ngân thành công cũng không quan trọng phương nguyên rất nhanh bình ổn lại tâm trạng định tiên du phương nguyên thôi động tiên cổ trở lại phúc địa hồ tiên trước kia hắn còn lo lắng nhưng bây giờ hắn biết khoảng cách đến cổ tiên trung châu phá án và bắt giam hung thủ đánh sụp lầu chân dương vẫn còn một khoảng thời gian nữa hắn có thể ung dung thêm một chút nữa cũng không sao. Tuy đã có kinh nghiệm kiếp trước, nhưng Phương Nguyên từ trước đến nay luôn tính trước làm sao. Nếu vội vàng mà làm, tuyệt không đi đến trình độ như hắn ngày hôm nay. Vô số manh mối, nhưng làm thế nào để có thể lợi dụng tài nguyên trong tay mình, tối đa hóa lợi ích mới là vấn đề mà Phương Nguyên cần cân nhắc nhất. Tư duy tiên cương sơ cứng, Phương Nguyên có thể dùng vần sáng trí tuệ phụ trợ suy nghĩ. So sánh với kiếp trước, cảnh giới trí đạo của hắn đã đạt đến cấp tông sư, còn nghĩ ra được một bộ cổ trận nhỏ, có thể lợi dụng vần sáng trí tuệ hiệu suất cao hơn, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ trong nửa ngày, Phương Nguyên đã suy nghĩ hoàn tất. Tiên cương không cần ăn. Mặc dù trên người bị thương, nhưng Phương Nguyên vẫn muốn giành giật từng giây. Định tiên du. Hắn lập tức thôi động tiên cổ bí mật trở lại Nam Cương. Lợi dụng thủ đoạn, tận lực tiêu trừ khí tức tiên cổ hơn phân nửa, phương nguyên lặng lẽ tiếp cận núi nghĩa thiên phạm vi vạn dặm chung quanh núi nghĩa thiên phương nguyên đều quen thuộc cũng không còn cách nào phương nguyên đã từng tham gia đánh cược ở núi nghĩa thiên kiếp trước trong thời gian đó phạm vi cấm địa tuyệt cảnh khuếch đại phương nguyên đi theo các cổ tiên nam cương không ngừng di chuyển ra ngoài vì vậy hắn rất quen thuộc với phong cảnh núi nghĩa thiên núi nghĩa thiên lúc này nó vẫn là một ngọn núi vô danh trước khi phương nguyên đến đã có một trận mưa đổ xuống chỉ thấy ngọn núi nghĩa thiên trong tương lai núi cao tú lệ rừng lộc tỉnh bịch phương nguyên từ xa nhìn lại cẩn thận ẩn dấu hành tung trong cõi lòng tràn ngập chờ mong nếu muốn hỏi sau khi trùng sinh thứ khiến phương nguyên động tâm nhất chính là cái gì không thể nghi ngờ chính là tiên cổ ốc kinh hồng loạn đài đấu dưới lòng đất núi nghĩa thiên cùng với vị tiên cương đại lực chân vũ thể đang bị trấn áp tầm quan trọng của tiên cương đại lực chân vũ thể đối với phương nguyên mà nói thì không cần nhiều lời mặc dù ở kiếp trước vị tiên cương đại lực chân vũ bát chuyển này tự mình thoát khỏi kinh hồng loạn đài đấu trấn áp nhưng chỉ cần ta thành công luyện hóa kinh hồng loạn đài đấu trở thành tân chủ nhân của nó ta có thể tiếp tục trấn áp ông ta nếu như ta có thể đoạt được kinh hồng loạn đài đấu nghĩ đến đây phương nguyên không khỏi liếm môi một cái tiên cổ ốc không thể coi thường tiên cổ ốc chiến trận thượng cổ đều là thành tựu tối cao của lưu phái trận đạo. Trong đó, chiến trận thượng cổ đã bị thủy triều thời đại dần dần đào thải, nhưng tiên cổ ốc lại trở thành chủ lưu. Bất luận là Nam Cương, Bắc Nguyên hay là Đông Hải, Tây Mạc, Trung Châu, phàm là thế lực siêu cấp cường đại, ít nhất đều có một tiên cổ ốc trấn áp. Giống như Hắc Gia, Hắc Lao chính là biểu tượng cường thịnh của Hắc Gia, cũng là ác chủ bài cực kỳ cường đại. Kiếp trước, sau khi Hắc Lao mất đi, để đoạt lại hắc lao ngay cả tứ đại thái thượng trưởng lão hắc gia cũng mạo hiểm xuất động đuổi bắt hắc thành hắc lao vẫn chỉ là tiên cổ ốc lục chuyển nhưng hắc gia đã phải vội vàng tìm lại nó tầm quan trọng của tiên cổ ốc có thể nhìn thấy lốn đốn còn kinh hồng loạn đài đấu trong lòng đất không chỉ cao hơn hắc lao một chuyển đạt đến cấp bậc thất chuyển mà còn được một vị cổ tiên thất chuyển thần bí trong lịch sử nhờ vào sức chiến đấu của nó mà chiến đấu vượt cấp thành công trấn áp một cường địch bắt chuyển lại còn là đại lực chân vũ thể. Giá trị của kinh hồng loạn đài đấu còn cao hơn hắc lao rất nhiều lần. Nhớ lại kiếp trước, huyền băng phòng của Sa Ma và Tô Bạch Mạng chỉ là tiên cổ ốc bị tàn phá, nhưng đã có thể nhiều lần xông phá ngăn cản của chiến trường sát chiêu, thuận lợi thoát thân. Nếu ta có được kinh hồng loạn đài đấu, cho dù không đạt được trình độ tung hoành thiên hạ, nhưng trong tương lai, khi chân tướng bại lộ, bị trung châu, bắc nguyên truy sát, ta cũng có thể bảo vệ bản thân, chấn nhiếp chư tiên một tiên cổ ốc chính là một thành lũy chiến tranh danh phủ kỳ thực. Nó không có nhược điểm, công thủ, di chuyển, trị liệu, thậm chí là tu luyện đều được chiếu cố đầy đủ. Kết cấu của nó ổn định, rất dễ thao túng. Một tiên cổ ốc thất chuyển, cổ tiên lục chuyển cũng có thể khống chế. Nó chỉ có hai vấn đề lớn, thứ nhất là nuôi nấng, thứ hai là tiên nguyên. Tiên cổ ốc do rất nhiều tiên cổ, còn có rất nhiều phàm cổ tạo thành. Nuôi những con cổ trùng này vô cùng phiền phức, là gánh nặng cực lớn. Nhưng Phương Nguyên biết kinh hồng loạn đài đấu dường như có quan tâm đến tinh túy thực đạo, nàng đề nuôi nấng tiên cổ không cần phải quan tâm. Vấn đề còn lại chính là tiên nguyên. Muốn thôi động tiên cổ ốc, tiêu hao tiên nguyên là một con số khổng lồ. Chỉ dựa vào năng lực cá nhân của Phương Nguyên, hắn thật sự gánh vác không nổi. Kiếp trước, khi Sa Ma bất đắc dĩ thôi động huyền băng phòng, chúng tiên cương đều tham gia, chia sẻ tiêu hao tiên nguyên sau đó người nào cũng đều đau lòng không thôi thôi động tiên cổ ốc cái giá bỏ ra rất lớn bởi vì tiêu hao tiên nguyên quá nhiều hiện tại phương nguyên đang nghèo rất mồng tơi hắn vốn được ăn cả ngã về không hao hết vốn liếng mới thu thập đầy đủ tiên tài luyện chế tiên cổ biến hình nhưng bây giờ hắn luyện cổ thất bại tổn thất hơn phân nửa tiên tài tài chính trong tay đang báo động cho dù hắn đang có nhiều nguồn thu Ví dụ như mua bán đảm thạch cổ, thu nhập hơn 1.000 tiên nguyên thạch một tháng, nhưng tích lũy nửa năm cũng không đủ cho tiên cổ ốc tiêu hao trong nửa phút. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Tiên nguyên thanh đề của bản thân Phương Nguyên rất ít, nhưng trong tay hắn lại có rất nhiều tiên nguyên cự dương. Khoản thu hoạch này còn phải ngược dòng tìm hiểu phúc địa vương đình. Cự dương tiên tôn là cửu chuyển. Tiên nguyên mà ông ta lưu lại chỉ có tôn giả cửu chuyển mới có, tiên nguyên hoàn hạnh. Chất lượng của loại tiên nguyên này có thể ném tiên nguyên thanh đề văn xa mấy trăm con đường. Trên lệch giữa hai bên giống như trời và đất. Phương nguyên không thể sử dụng được tiên nguyên cự dương, nhưng tiên cổ ốc thì có thể. Tiên cổ ốc có thể hấp thu tiên nguyên dị chủng. Bằng không, đám tiên cương sa ma làm sao mà có thể xuất lực đồng loạt thôi động huyền băng tàn phòng chứ? Đây là đặc tính cơ bản của tiên cổ ốc, có thể tập hợp lực của chúng tiên làm một thể kiếp trước phương nguyên cũng đã suy nghĩ đến điểm này đối với hắn mà nói tiên nguyên cự dương như nước không nguồn cây không rễ dùng bao nhiêu thì tổn thất bấy nhiêu không cách nào bổ sung cho nên phương pháp tốt nhất chính là tập trung càng nhiều cổ tiên để thôi động tiên cổ ốc càng tốt đáng tiếc đám cổ tiên nam cương chết quá nhanh hoặc có thể nói phương nguyên là chưa kịp kinh hồng loạn đài đấu còn chưa bị bất kỳ người nào luyện hóa nhưng đã bị tiên cương đại lực chân vũ phá ra đây chính là một sự tiếc nuối rất lớn. Nếu ta có Kinh Hồng Loạn Đài Đấu trong tay, ngay cả cột sáng lấy tính mạng của ta kiếp trước cũng có thể ngăn lại. Phương Nguyên vô cùng tự tin. Kinh Hồng Loạn Đài Đấu dĩ nhiên không phải đối thủ của Tháp Giám Thiên, nhưng trạng thái của Tháp Giám Thiên vốn không tốt. Cột sáng kia đã bị đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh cắt giảm, uy lực cũng không mạnh. Có Kinh Hồng Loạn Đài Đấu trong tay, mặc dù chưa đến mức có một phòng có cả thiên hạ nhưng cũng đủ để xưng tụng, có một phòng, tiếng thối tự nhiên, tự do tung hoành. Có một phòng có cả thiên hạ, lầu chân dương 88 gốc bát chuyển rất xứng với nó. Lầu chân dương am hiểu vơ vét cổ trùng, thậm chí là tiên cổ. Luyện lô bát chuyển đương nhiên cũng có thể được cho là như vậy. So sánh với tiên cổ ốc kinh hồng loạn đài đấu, cái gì là tiên cổ ngã lực, tiên toàn lực ứng phó cổ, tiên cổ tinh niệm cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần nắm giữ tiên cổ ốc, lại có tiên nguyên cự dương phương nguyên có thể dùng tu vi lục chuyển hạn chót của mình mà từ bỏ thân phận tiên cương cường chiến bát chuyển trực tiếp đi thẳng đến đỉnh nhân sinh ngẫm lại đều có chút kích động phương nguyên cẩn thận dò xét phát hiện chung quanh không có bóng người lập tức chui qua mặt đất xâm nhập vào lòng đất chuyện gì xảy ra vậy kinh hồng loạn đài đấu ở đâu rồi phương nguyên vô cùng nghi hoặc còn có thất vọng sau khi hắn sống lại hắn gần như lập tức chạy đến núi nghĩa thiên muốn sớm lấy được tiên cổ ốc này nhưng sau khi hắn thăm dò lòng đất hắn phát hiện không hề có kinh hồng loạn đài đấu ngay cả tiên cương đại lực chân vũ bát chuyển cũng không thấy được một cọng lông chân chẳng lẽ kinh hồng loạn đài đấu xuất thế còn có nhân duyên khác sao bây giờ ta đến sớm quá cơ duyên vẫn còn chưa đến phương nguyên cao mày trong lòng thầm nhũ hắn đoán không sai lúc trước sở dĩ kinh hồng loạn đài đấu xuất thế là vì bạch ngưng băng bạch ngưng băng đã thúc giục một con tiên cổ thần bí mà nghiễn thạch lão nhân đã giao cho y phương nguyên đương nhiên không biết nguyên nhân này hắn cũng không có tiên cổ cho nên hắn không tìm được tung tích của kinh hồng loạn đài đấu nếu kinh hồng loạn đài đấu trực tiếp được chôn sâu trong lòng đất chỉ sợ sớm đã bị những người khác phát hiện nào đến lượt hắn chứ rơi vào đường cùng phương nguyên đành phải yên lặng rời đi kinh hồng loạn đài đấu không cách nào bỏ vào trong túi phương nguyên đành phải điều chỉnh lại sắp xếp của mình tạm gác nó sang một bên trước thực hiện một kế hoạch khác rời núi nghĩa thiên một khoảng cách thật xa lúc này phương nguyên mới cẩn thận thôi động định tiên du ký tức tiên cổ tràn ngập ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất sau một khắc phương nguyên biến mất khỏi nam cương xuất hiện ở cổ trận bên trong cống ngầm cương minh bắc nguyên cổ trận lớn này chính là cổ trận vũ đạo không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Kiếp trước Phương Nguyên đã lợi dụng Định Tiên Du để đến đây. Trùng sinh kiếp này, Phương Nguyên lợi dụng Định Tiên Du để tiến vào, hoàn toàn không có chuyện ngoài ý muốn và khó khăn ngăn cản. Lần này, khi hắn tiến vào, trực tiếp xuất hiện khu vực chính giữa nhất của cổ trận. Ở đây là một hoang địa tử sa. Bên trong hoang địa phân bố một số tiên tài hiếm thấy, giá trị cực cao. Ký ức trong đầu vẫn còn rất mới. Phương Nguyên ngay cả lục soát cũng không cần tốn công, đi thẳng đến từng địa điểm để nhặt tiên tài. Số chuyển của những tiên tài này cực cao, trên cơ bản đều là bác chuyển, thậm chí còn có tinh phẩm, đạo ngân dày đặc, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy vần sáng đạo ngân. Cánh ông mật ban hổ hư hư thực thực, mảnh vỡ cơ thể hoang thú thái cổ Vân Hoàng. Tổng cộng có 18 khối tiên tài, tất cả đều lọc vào tay Phương Nguyên. Khi đến khu vực chính giữa nhất của hoang địa tử sa, phương nguyên một lần nữa phát hiện cổ trận đa trọng phục hợp trong trí nhớ hắn một lần nữa cẩn thận điều tra phát hiện những thứ này và kiếp trước không khác gì nhau phương nguyên lưu lại cổ trận nhưng những ghi chép quan trọng hắn đều hủy đi phương pháp trùng sinh tiên khiếu sinh tử phương nguyên không định lưu lại cho người đến sau trước khi rời khỏi chỗ này phương nguyên nhìn ra xa một chút trong lòng không khỏi thổn thức hắn biết bên ngoài hoang địa tử xa có rất nhiều hoang thực thi thể hoang thú nhưng những tiên tài này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài một khi cầm vào tay nó sẽ bị hóa thành tử sa cho nên hắn nhìn cũng không thèm nhìn kiếp trước hắn đã tốn hết tâm cơ đầu tiên là gia nhập tổng bộ cương minh sau đó rơi vào tính toán của phần thiên ma nữ chuyển đến thành âm lưu bắc nguyên lừa gạt nhiều vị tiên cương mới xâm nhập được vào trong cống ngầm hắn phải dốc hết âm mưu ám toán không tiếc để cho khẩu khâu nuốt vào bụng lại đến sào huyệt của bạch tục dạ xoa vất vả tìm kiếm. Hắn mạo hiểm xé mở một góc cổ trận, cuối cùng mới tiến vào không gian bí ẩn này. Nhưng kiếp này, nhờ trùng sinh, hắn có thể đi thẳng vào vấn đề, thu hoạch cực lớn, tiêu hao tinh lực và thời gian không nhiều. Toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay, đơn giản như mộng ảo. Phương Nguyên thôi động Định Tiên Du rời khỏi nơi này trở lại Phúc Địa Hồ Tiên. Hắn luyện chế tiên cổ biến hình thất bại, không chỉ mất đi đạo ngân thành công ngay cả tiên tài luyện cổ cũng bị hủy đi hơn phân nửa trước đó hắn vì chuẩn bị luyện chế tiên cổ biến hình có thể nói là móc hết vốn liếng mới chuẩn bị được một phần tiên tài sau khi trùng sinh hắn có thể nói là nghèo rất mồng tơi bây giờ có khoản tiên tài trân quý trong tay có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giá trị của những tiên tài này cực cao nếu lợi dụng đầy đủ hắn có thể luyện chế được tiên cổ bắt chuyển nhưng thời gian quá dài tu vi của hắn bây giờ vẫn là lục chuyển hạn chót muốn thăng lên bát chuyển đúng là hy vọng xa vời phương nguyên đã suy nghĩ thật kỹ sớm biết được nên sử dụng những tiên tài này như thế nào cũng giống như kiếp trước hắn ném một số tiên tài vào trong bảo hoàng thiên lập tức dẫn đến sự chấn động cho dù là bên trong bảo hoàng thiên số tiên tài này cũng vô cùng khó gặp mười phần quý hiếm phương nguyên dễ dàng đổi lấy những thứ mà mình muốn cho tiên cổ mà hắn nuôi ăn no ngoại trừ tiên cổ ngã lực và cổ trí tuệ. Hắn kiểm tra lại số lượng tiên cổ trong tay mình. Về phương diện lực đạo gồm có tiên cổ ngã lực, tiên cổ bạc núi, tiên cổ kéo sông, tiên cổ thiết quan ưng lực, tiên cổ cực lực. Về phương diện tinh đạo gồm có tiên cổ tinh mầm, tiên cổ tinh ngân, tiên cổ tinh quan. Về phương diện vận đạo gồm có tiên cổ liên vận, tiên cổ thị vận, tiên cổ chiêu tai. Ngoài ra còn có tiên cổ bản mệnh thứ nhất xuân thu thiền tiên cổ vũ đạo định tiên du cực kỳ hữu dụng tiên cổ độc đạo phụ nhân tâm tiên cổ hồn đạo tịnh hồn tiên cổ trí đạo giải mê vào thời điểm này kiếp trước phương nguyên đã có tiên cổ biến hình nhưng sau khi trùng sinh luyện chế tiên cổ biến hình thất bại cho nên loại tiên cổ này không tồn tại tiên cổ trí tuệ cử chuyển hắn vốn không thể luyện hóa chỉ tạm thời ở lại phúc địa hồ tiên vì thế nó có được xem là tiên cổ của hắn hay không thì còn đợi thương lượng lại Bình thường, phần lớn cổ tiên lục chuyển chỉ có phàm cổ trong tay, không hề có một con tiên cổ nào. Phương Nguyên có đến 16 con tiên cổ, còn chưa tính cổ trí tuệ. Vì thế, gánh nặng nuôi tiên cổ cực kỳ nặng nề, vẫn luôn là tảng đá trong lòng Phương Nguyên. Lần này giải quyết được một đợt cho ăn, Phương Nguyên cũng tạm thời có thể thở vào nhẹ nhõm. Địa Linh đâu rồi? Bên trong mật thất, Phương Nguyên nhẹ giọng gọi. "Chủ nhân, ta ở đây." Địa linh tiểu hồ tiên vui vẻ ra mặt Lập tức xuất hiện ôm lấy bắp chân phương nguyên Chủ nhân Khi ngài bận rộn Người ta cũng không dám quấy rầy ngài Thật ra người ta lúc nào cũng nhớ đến ngài Tiểu hồ tiên vừa nói vừa lắc lư cái đuôi cáo trắng như tuyết Cuối cùng còn thêm một câu Mặc dù chủ nhân đã biến dạng Phương nguyên mỉm cười xoay đầu tiểu hồ tiên Dặn dò nó Ngươi đi chỉ huy mau nhân trong thạch tổ Bắt đầu từ ngày hôm nay Tất cả đều luyện cổ khí năng thưa vân, chủ nhân. Tiểu Hồ Tiên lập tức đồng ý. Bây giờ đi đi. Vâng, chủ nhân. Tiểu Hồ Tiên lưu luyến nhìn Phương Nguyên, lúc này mới biến mất. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, thôi động định tiên du rời khỏi phúc địa Hồ Tiên. Khi hắn xuất hiện là ở phúc địa Lan Gia. Lúc này, địa linh Lan Gia vẫn còn chưa thay đổi tính tình, vẫn là ông cụ với trường bào tóc trắng, nhìn qua rất tiên phong đạo cốt. Sao ngươi lại đến đây? loại tiên tài mà ta muốn ngươi có mang đến hay không nếu không có tất cả đừng bàn nữa địa linh lang gia nhìn thấy phương nguyên lập tức vung tay biểu hiện lạnh lùng lúc này bởi vì lúc trước phương nguyên đòi hỏi vô độ quan hệ với địa linh lang gia xem như đóng băng phương nguyên tìm kiếm sự trợ giúp của địa linh lang gia nhưng điều kiện của địa linh lang gia vô cùng hà khắc yêu cầu phương nguyên phải mang một tiên tài đến cho lão loại tiên tài này được sinh ra trong cửu thiên thượng cổ, trên thị trường bảo hoàng thiên cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải như thế, địa linh lan gia cũng sẽ không bảo phương nguyên đi làm. Đương nhiên là có rồi. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Phương Nguyên bật cười, hoàn toàn chẳng quan tâm đến thái độ lạnh lùng của địa linh Lan Gia. Ngươi thật sự tìm được sao? Địa linh Lan Gia nhìn thấy tiên tài trong tay Phương Nguyên, biểu hiện lập tức hòa hoãn lại, trong giọng nói còn có một sự khó tin hiển nhiên, lão cũng không coi trọng Phương Nguyên. Đúng là như vậy. Nhiệm vụ thu thập tiên tài này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Phương Nguyên, ít nhất kiếp trước là như thế. Nhưng kiếp này, sau khi Phương Nguyên trùng sinh, lợi dụng tiên tài bác chuyển trong tay, còn sợ không mua được mặt hàng này hay sao? Phương Nguyên đưa đóa hoa cho địa linh Lan Gia, nói, ta cần luyện chế một số cổ phấn lực, cổ thất vọng, cổ cổ tinh niệm. Phương Nguyên biết, phúc địa Lan Gia vô cùng đặc biệt, không gian bên trong thật sự rộng lớn, siêu việt hơn rất nhiều động thiên. Bởi vì địa linh lan gia đã dung nhập toàn bộ tiên cổ ốc luyện lô vào trong phúc địa. Ở đây có rất nhiều mao nhân sinh sống, số lượng nhiều đến khó mà tưởng tượng. Trước mắt, đại lục vân thổ chỉ thuộc một tầng mây bên trong phúc địa lan gia. Dưới đáy đại lục không trung này còn có ba đại lục khác với rất nhiều mao nhân sinh sống, lấy luyện cổ làm chủ, tuyển chọn nhân tài, an cư lạc nghiệp, vô cùng yên bình. Có những mao nhân này trợ giúp, Địa Linh Lang gia muốn luyện chế cổ phấn lực, cổ thất vọng, còn có cổ tinh niệm đều cực kỳ đơn giản. "Nể tình tiên tài, ta sẽ giúp ngươi chuyện này." Địa Linh Lang gia đồng ý, chợt nói, "Nhưng lần tiếp theo, ta hy vọng có thể nhìn thấy vảy bán nguyệt kỳ lân, ít ra cũng phải 30 miếng. Nếu không, ta sẽ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi." Giọng nói của lão vô cùng cứng nhắc nhưng biểu hiện không còn lạnh lùng như trước đó nữa phương nguyên gật đầu cũng không tiếp tục dông dài thôi động định tiên du rời đi mặc dù hắn nắm giữ phương pháp trùng sinh tiên khiếu sinh tử còn có niết bàn hỏa phiên bản lực đạo có thể giúp hắn thoát khỏi thân phận tiên cương biến thành người sống nhưng tạm thời phương nguyên vẫn chưa có quyết định này biến thành người sống chỉ có tiến bộ về tiềm lực phương diện tu vi vẫn là lục chuyển hạn chót hắn mất đi cơ thể tiên cương chiến lực ngược lại giảm xuống Quan trọng là bản thân thọ nguyên của phương nguyên không đủ, cũng không lợi dụng được vần sáng trí tuệ. Phương nguyên yêu cầu địa linh lan gia giúp hắn luyện chế cổ phấn lực, cổ thất vọng chỉ là để chuẩn bị cho tương lai. Nhưng cái giá mà hắn bỏ ra chính là tiên tài, còn địa linh lan gia luyện chế lại là phàm cổ. Mặc dù số lượng hơi nhiều, nhưng phương nguyên vẫn bị lỗ. Nhưng hắn cũng không để điều này trong lòng. Đối với địa linh lan gia, hắn tự có an bài, chỉ là còn chưa đến lúc. Phương Nguyên rời khỏi Phúc Địa Lan Gia đến thẳng một thôn trang nhỏ ở Trung Châu. Nơi này có một gốc cây rất phi phàm. Tên là cây Xuân Mộng. Quả nhiên vẫn còn. Phương Nguyên ẩn mình. Sau khi dò xét, trong lòng hắn rất vui. Ở kiếp trước, hắn đã từng lấy được tin tức từ giả ý mặt dao, nhưng không kịp đi lấy cây Xuân Mộng. Gốc cây này đã bị người ta chặt mất. Nhưng sau khi trùng sinh, Phương Nguyên không cần gia nhập cương minh tìm kiếm phương pháp trùng sinh hắn đến sớm nửa năm bù đắp lại tiếc nuối trước đây của hắn cây xuân mộng là một loại cây rất kỳ lạ nó có thể là bất kỳ loại cây ăn quả nào nhưng chỉ có rất ít cây ăn quả mới trở thành cây xuân mộng cây xuân mộng này được trồng trong sân của một người nông dân chủ nhà là một lão hán tên là trần lão hán con ơi nửa năm nữa con lấy vợ rồi cha sẽ xây cho con một căn phòng mới xà nhà sẽ dùng cây táo này trần lão hán đứng dưới tán cây vỗ vào vỏ cây cứng trắng nói với đứa con trai bên cạnh đứa con trai quan sát cây táo sau đó giơ ngón tay lên hài lòng nói cha chủ ý này rất hay tuổi của cây táo này còn muốn lâu đời hơn lịch sử của thôn từ lúc con sinh ra đến bây giờ cũng không thấy nó kết quả cây có to đến đâu cũng vô dụng chặt làm xà nhà mới cho con còn tốt hơn phương nguyên không khỏi hừ lạnh hắn đứng cách đó không xa nhưng tàn hình trần lão hán và con trai đều không phải cổ sư tất nhiên không thể phát hiện ra được hắn ngoài ý muốn biết được lý do tại sao cây xuân mộng lại bị chặt phương nguyên âm thầm cao mày gốc cây xuân mộng là dựa vào cây táo mà sinh tồn cây xuân mộng là loại cây chỉ tồn tại trong mộng không có thực thể nhưng nó cần một gốc cây trong hiện thực làm nền tảng mới có thể trường tồn cây táo đã có mấy nghìn năm thụ linh cũng chỉ có những loại cây già như vậy mới có thể được cây xuân mộng phụ thuộc Đương nhiên, nguồn gốc cụ thể không chỉ là thụ linh không. Còn phải có người sinh sống gần đó, đời đời kiếp kiếp nằm mộng, từ đó mới trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho cây xuân mộng. Trong lịch sử, nơi này đã từng là chân của một ngọn núi lửa. Bởi vì ngọn núi lửa cách mấy trăm năm phun trào một lần, bụi núi lửa đã tạo ra thổ nhưỡng phì nhiêu chung quanh. Do những đồng ruộng thiên nhiên màu mỡ hấp dẫn, cứ cách một khoảng thời gian lại có người di chuyển đến, dần dần hình thành thôn trấn, sau đó lại bị núi lửa phun trào phá hủy cây táo có thể chịu nhiệt thậm chí có thể tồn tại trong dung nham chặt cây táo cây xuân mộng sẽ bị hủy diệt theo nhưng nếu muốn di chuyển cây táo hắn lại không có thủ đoạn mộng đạo đồng thời di chuyển luôn cây xuân mộng cuối cùng hắn đạt được cũng chỉ là cây táo bình thường mà không phải là cây xuân mộng phương nguyên thật sự không có phương pháp di chuyển cây xuân mộng thậm chí ngay cả thu quả xuân mộng phương nguyên cũng không có khả năng hắn phải cần luyện ra phàm cổ mộng đạo mới có thể hái được quả năm đó mặt dao đã nhận ra được loại cây này không tầm thường nhưng ngại kiến thức có hạn hoặc cũng phát hiện mình hái không được cho nên mới giữ lại cho đến ngày nay xem ra trước mắt còn phải giữ gìn hoàn cảnh sinh tồn của cây xuân mộng tạm thời ta phải bảo vệ chỗ này thôi phương nguyên đưa tay bắn ra hai luồng ý chí liền phân biệt chui vào đầu trần lão hán và con trai của ông ta đứa con trai bỗng dưng trào nước mắt cha hay là thôi đi đừng chặt cây này cho dù nó không thể ra trái con cũng muốn nhìn thấy nó nó đã làm bạn với con cho đến khi trưởng thành khi còn bé con thường hay đi tiểu dưới gốc cây lớn lên một chút con đã chơi đu dây ở đây thôi quên đi vậy hai cũng đúng hốc mắt trần lão hán cũng đỏ lên gật đầu theo cảm tính vậy thì cứ tiếp tục để nó sinh trưởng ở đây đi chúng ta chọn cây khác cho dù không cao lớn nhưng làm xà nhà cho căn phòng mới cũng đủ rồi sau khi thay đổi suy nghĩ của phàm nhân phương nguyên tiếp tục bố trí cổ trận ở đây có tác dụng bảo vệ cây xuân mộng nhưng muốn hái quả bên trên phương nguyên còn phải luyện chế một số phàm cổ mộng đạo tương ứng cái này phải tốn chút thời gian cổ tài phàm cổ mộng đạo đều từ trong mộng cảnh hấp thu ra dựa theo quỹ tích nhân sinh kiếp trước sau khi luyện chế tiên cổ biến hình xong chính là trợ giúp Thái Bạch Vân sinh độ kiếp, sau đó là công phòng chiến phúc địa lan gia. Tiếp theo, ta sẽ dùng thân phận tin tượng tử đến Đông Hải, tham gia công lược phúc địa Ngọc Lộ. Trong quá trình này, bởi vì động thiên phùng tinh sụp đổ ngoài ý muốn, được tiên hạt môn mời công lược mảnh vỡ thế giới động thiên phùng tinh. Sau việc này là đến việc phần thiên ma nữ tìm đến cửa, đánh lui một con hoang thú thái cổ là cá mập nhất chỉ lưu. Ta bị phần thiên ma nữ tính toán, phải trở lại bắc nguyên thu lấy truyền thừa cống ngầm về sau chúng ta giết chết hắc thành bị ép cùng với đám người phần thiên ma nữ ký kết minh ước mới cướp đoạt cốc lạc phách cuối cùng là tham gia đại chiến núi nghĩa thiên lần này may mắn thành công trùng sinh mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là tiên cổ ốc kinh hồng loạn đài đấu chỉ cần trở thành chủ nhân tiên cổ ốc thuận thế đè ép tiên cương bác chuyển đại lực chân vũ vì thế mà thu hoạch sẽ rất lớn mặc dù phương nguyên chưa thu được tiên cổ ốc nhưng một lần thất bại, làm sao có thể dao động được quyết tâm của hắn. Hiện tại kinh hồng đoạn đài đấu còn chưa xuất thế, vậy thì đành chờ đến một khắc nó xuất thế. Kế hoạch ban đầu của Phương Nguyên là thu lấy tiên cổ ốc, sau đó trấn áp tiên cương bác chuyển đại lực chân vũ. Đợi thời gian minh ước trôi qua, hắn sẽ lợi dụng sức mạnh tiên cổ ốc đối phó Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử và Phần Thiên Ma Nữ. Có lẽ hắn sẽ nhờ tiên cổ ốc luyện lô trong phúc địa lan gia để cướp tiên cổ của bọn họ, thu được lợi ích lớn nhất. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Không có tiên cổ ốc, năng lực của Phương Nguyên rõ ràng yếu hơn phía Hắc Lâu Lan. Cho dù hắn có nhiều âm mưu tính toán, nhưng thiếu thực lực, âm mưu cũng sẽ không thành. Dù sao, Hắc Lâu Lan cũng là kiêu hùng, tuyệt không phải ăn chay. Điểm này, từ việc nàng giết cha ruột, ngụy trang thân phận chuẩn bị đánh vào Hắc Gia là có thể nhìn ra được. Kế hoạch ban đầu của Phương Nguyên rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng khó ăn. Phương Nguyên suy tính tình huống xấu nhất. Nếu Kinh Hồng Loạn Đài Đấu xuất hiện cùng lúc với kiếp trước, như vậy hắn sẽ không cách nào lén lúc thu được tiên cổ ốc. Khả năng này tương đối lớn. Khi Kinh Hồng Loạn Đài Đấu xuất hiện trên đời, tình huống rất long trọng, tái hiện cảnh tượng chiến đấu ngày hôm đó. Nếu là như vậy, ta cũng chỉ tiếp tục tham gia đánh cược với cổ tiên nam cương, tự mình tiến vào núi Nghĩa Thiên. Cứ như vậy, Phương Nguyên muốn thu lấy tiên cổ ốc, phong hiểm sẽ rất lớn hắn sẽ phải đối mặt với một đám cổ tiên nam cương còn có thiên đình đơn giản chính là lấy hạt dẻ trong lò lửa nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp phương nguyên trời sinh tính cẩn thận nhưng cũng không thiếu tinh thần mạo hiểm nhưng lợi ích cực lớn khiến cho hắn quyết định mạo hiểm một lần đã trùng sinh một lần có thừa kinh nghiệm nếu đã như thế này mà còn không dám mưu đồ phương nguyên cảm thấy mình chính là một kẻ hèn nhát cây xuân mộng đã được bảo vệ tốt ta có thể thư thả được một chút. Kế hoạch nên thay đổi lại, trước liên hợp với Hắc Lâu Lan. Trong tay Phương Nguyên có tiên cổ ngã lực, phần thiên ma nữ khẳng định sẽ đối phó hắn. Nếu Phương Nguyên đã sớm có tiên cổ ốc, hắn sẽ không sợ phần thiên ma nữ nữa. Nhưng bây giờ tình huống ngược lại tương phản, Phương Nguyên muốn lấy được tiên cổ ốc, chỉ sợ phải đối mặt cổ tiên Nam Cương, còn có ảnh tông, thiên đình. Lúc này hắn cần sức của những người khác. Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử, phần thiên ma nữ, nhất là phần thiên ma nữ có tu vi bác chuyển, có thể tăng thêm động lực cho tiên cổ ốc. Ở kiếp trước, Phương Nguyên cũng chỉ làm một mình. Khi ảnh tông phát động, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử còn đang ở trong phúc địa tiêu hồn, lợi dụng cốc lạc phách tiến hành tu hành hồn đạo, còn Thái Bạch Vân Sinh vẫn còn ở Đông Hải như cũ. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Phương Nguyên cố ý che giấu Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử, lén lút lên núi Nghĩa Thiên. Cho dù Phương Nguyên có chuyển thành người sống, tu vi chẳng qua cũng chỉ là lục chuyển hạn chót. Muốn trở thành thất chuyển, nhất định phải vượt qua 18 lần địa tai, 3 lần thiên kiếp. Trước trước sau sau, thời gian phúc địa trôi qua sẽ là 300 năm. Cái này hiển nhiên là không kịp. Đương nhiên, hắn cũng có thể chiếm đoạt phúc địa hồ tiên, phúc địa tinh tượng, nhưng bản thân hắn là tiên khiếu lực đạo, không liên quan đến nhau. Hiển nhiên, hóa thù thành bạn hợp tung liên hoành mới là việc cấp bách. Phương Nguyên cũng nghĩ đến việc diệt trừ đám người hát lâu lan, nhưng nếu nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhiều khi phải cần đến thỏa hiệp. Sờ soạn, lần mò trong vạn trượng hồng trần, bất kỳ người nào cũng phải thỏa hiệp, phải học cách thỏa hiệp. Bất kể thân cư địa vị cao như thế nào cũng đều phải như vậy. Vì lợi lớn mà bỏ lợi nhỏ, đây mới là biểu hiện của một người trưởng thành. Hắn thôi động định tiên du quay về phúc địa hồ tiên kiếp trước khi phương nguyên muốn đối phó hắc lâu lan hắc lâu lan đã rời khỏi phúc địa hồ tiên ra ngoài dốc sức mà làm hành tung mờ mịt khiến phương nguyên khó mà ra tay nhưng lúc này hắc lâu lan vẫn còn đang ở bên trong phúc địa hồ tiên nàng đang lợi dụng tiên cổ khí lực của mình trợ giúp mao nhân trong thạch tổ luyện chế cổ khí nang phương nguyên tìm đến hắc lâu lan nàng đang ở trong một thạch tổ trong tay nàng đang cầm một con cổ tính đạo thăm dò tin tức bên trong sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan giơ con phàm cổ tính đạo trong tay lên, hỏi, chuyện 10 đại cổ phái bí mật giết chết Tống Tử Tinh, ngươi có nghe nói hay không? Phương Nguyên cười nhạt, đương nhiên là có nghe nói rồi. Chuyện này có thể che giấu được phàm nhân, nhưng không che giấu được cổ tiên. Cho dù 10 đại cổ phái Trung Châu cố gắng che giấu, nhưng các cổ tiên Trung Châu khác tuyệt không cho rằng chuyện này không có nội tình bên trong. Bây giờ bọn họ đang nhìn 10 đại cổ phái Trung Châu náo nhiệt kìa. 2. Hắc lâu lan thở dài thật sâu, cơ hội tốt như vậy lại bị chúng ta bỏ qua. Nếu có thể thừa cơ giết chết tống tử tinh, không không chừng chúng ta đã có thể lấy được phúc địa tin tưởng. Phương Nguyên nhìn thoáng qua Hắc lâu lan, trong lòng không khỏi cảm khái, người này đúng thật là kiêu hùng. Trong tay nàng ta có cổ thái độ, nhưng lại kiềm chế không phát, không chỉ che giấu hắn, mà ngay cả người thân cận nhất là Lê Sơn Tiên Tử cũng không thông báo. Muốn lừa gạt kẻ địch, nhất định phải lừa người của mình trước. Phương Nguyên và nàng cũng giống nhau thôi. Rõ ràng hắn đã nắm giữ được phúc địa tin tưởng, nhưng lại che giấu Hắc Lâu Lan. Kiếp trước nếu không phải gặp được phần thiên ma nữ, bí mật này cũng sẽ không bại lộ. Bởi vì Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan cùng một loại người, cho nên Phương Nguyên rất thưởng thức Hắc Lâu Lan, đồng thời cũng sinh ra kiên kỵ. Nếu có khả năng, đương nhiên là phải trừ đi cho thống khoái. Nhưng vận mệnh kỳ diệu như vậy đấy. Phương Nguyên vì đạt được tiên cổ kinh hồng loạn đài đấu, lần này hắn quyết định sẽ hợp tác với Hắc Lâu Lan. Sau một khắc, Phương Nguyên lấy ra tiên cổ ngã lực đặt vào lòng bàn tay đưa cho Hắc Lâu Lan. Tiên cổ ngã lực Hành động của Phương Nguyên khiến Hắc Lâu Lan giật mình. Tiên cổ này vốn là của nàng, nhưng bởi vì nàng độ kiếp thất bại, trầm mê trong mộng cảnh, sau đó được Phương Nguyên cứu. Kết quả, con cổ này trở thành thù lao cho Phương Nguyên cứu Hắc Lâu Lan tiên cổ ngã lực đối với hắc lâu lan vô cùng quan trọng không chỉ vì hắc lâu lan là đại lực chân vũ thể đi theo lưu phái lực đạo tiên cổ ngã lực hợp với nàng nhất mà đây còn là tiên cổ do mẫu thân của hắc lâu lan là tô tiên nhi luyện chế là di vật mẫu thân để lại cho nàng vì thế tiên cổ ngã lực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hắc lâu lan sau khi hắc lâu lan mất tiên cổ vạn phần không cam lòng nhưng cũng không thể tránh được nàng đối với tiên cổ ngày nhớ đêm mong hận không thể sau một khắc đoạt lại trong tay Phương Nguyên. Nhưng nàng vẫn cố nén sự xúc động của mình. Một mặt là bởi vì tiên cổ rất khó cướp đoạt. Chỉ một ý niệm trong đầu là có thể khiến cổ trùng tự hủy. Một phương diện khác, Hắc Lâu Lan là một kiêu hùng. Nàng hiểu rất rõ, người với người trong thế gian này cần có một nghệ thuật gọi là thỏa hiệp. Hắc Lâu Lan và Phương Nguyên là minh hữu. Hắc Lâu Lan còn phải dựa vào buôn bán đảm thạch cổ để phụ trợ tu hành hợp tác thì cùng có lợi, phân thì có hại. Cho nên Hắc Lâu Lan mới nhẫn nại. Ngoại trừ gặp mặt nhau lần thứ nhất sau khi tỉnh lại, Hắc Lâu Lan đối với việc Phương Nguyên chiếm tiên cổ ngã lực không còn đưa ra dị nghị gì nữa. Giống như nàng đã quên mất có chuyện như thế. Lòng dạ nàng rất sâu. Nhưng bây giờ Phương Nguyên bỗng nhiên giao ra tiên cổ ngã lực, vẻ mặt vật quy nguyên chủ, Hắc Lâu Lan không kịp chuẩn bị, cũng không che giấu được biểu hiện khát khao nhưng sắc mặt hắc lâu lan chợt trùng xuống mày câu lại thật chặt hai mắt bắn ra tinh mang nhìn phương nguyên chầm chầm nàng đã kịp phản ứng trong lòng tràn ngập cảnh giác nàng biết phương nguyên làm người như thế nào phương nguyên kiên kỵ và thưởng thức nàng nàng đối với phương nguyên cũng giống như vậy tại sao phương nguyên lại vô duyên vô cớ đưa tiên cổ ngã lực cho ta chứ tuyệt không có khả năng này hắn đang tính toán điều gì giống như nhìn ra được nghi ngờ trong lòng hắc lâu lan Phương Nguyên cười nhạt, đừng thẫn trương. Mặc dù tiên cổ ngã lực rất thích hợp với ta, nhưng ta cho rằng tiên cổ này quan trọng với ngươi hơn. Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt chỗ tốt của người, không phải sao? Bên trong ánh mắt hắc lâu lan lấp lóe u mang. Nàng nhìn thoáng qua tiên cổ ngã lực trong tay Phương Nguyên, sau đó nhìn lên mặt của hắn, cười lạnh, ngươi mà cũng là quân tử sao? Có chuyện gì thì không ngại nói thẳng ra đi. Phương Nguyên sờ mũi, ta nói thẳng, sợ sẽ hù ngươi mất. Hắc lâu lan lại hừ, có gì thì cứ nói thẳng đi. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, hắn hạ thấp giọng, vậy thì ta xin nói thẳng. Ta đồng ý dùng tiên cổ ngã lực để đổi lấy cổ thái độ trong tay ngươi. Cái gì? Cơ thể mềm mại của Hắc lâu lan rung lên, hung quan tràn ngập đôi mắt, suýt chút nữa nhịn không được đã lui lại một bước. Chuyện ta có được cổ thái độ vô cùng bí mật, tại sao hắn lại biết? Ngay cả gì ta cũng giấu mà ngoại trừ trời biết đất biết cũng chỉ có ta biết. Hắc Lâu Lan kiếp sợ trong lòng, khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đây là bí mật lớn nhất trong lòng nàng, đột nhiên bị Phương Nguyên nói toạc ra, bảo nàng không kiếp sợ sao được. Sắc ý sôi trào trong lòng ngực này, vô thức muốn ra tay với Phương Nguyên. Giết người diệt khẩu. Đây chính là tâm tính của Kiêu Hùng. Nhưng lúc này Phương Nguyên chủ động lui lại một bước, Mặc dù động tác này đơn giản nhưng lại rất có tác dụng tâm lý đối với Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan giống như mảnh thú bị hoảng sợ. Phương Nguyên chủ động kéo dài khoảng cách, lại nở nụ cười thân thiện, khiến cho Hắc Lâu Lan cảm thấy an toàn. Hai mắt Hắc Lâu Lan nheo lại, nhìn chầm chầm Phương Nguyên, sắc mặt lạnh như băng, sát ý không tiêu tán mà thu lại trong ngực. Xem ra ngươi thật sự có cổ thái độ trong truyền thuyết. Phương Nguyên làm bộ nhìn mặt mà nói chuyện, ra vẻ giật mình. Hắc lâu lan ngay ra, giọng nói bao hàm sự tức giận, ngươi lừa ta. Dĩ nhiên là không rồi. Phương Nguyên cười khổ, nhún vai, còn nhớ rõ sư tôn tử sơn chân quân của ta không? Hắc lâu lan hít một hơi thật sâu, một lần nữa nghe tên tử sơn chân quân, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Nàng biết tử sơn chân quân. Phương Nguyên là đồ đệ của ông ấy, Thái Bạch Vân Sinh cũng vậy. Cho nên Phương Nguyên mới gọi Thái Bạch Vân Sinh là sư huynh. Đương nhiên đây đều là tin tình báo giả, kiếp trước ngay phần thiên ma nữ cũng bị hắn lừa. Là sư phụ của ngươi nói cho ngươi. Hắc lâu lan hỏi. Sát ý của nàng giảm xuống đáy cốc. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Nguyên có chỗ dựa phía sau. Giết chết Phương Nguyên sẽ rất khó. Nàng không đối phó được tử sơn chân quân. Dù sao lúc này mối quan hệ giữa Lê Sơn Tiên Tử và phần thiên ma nữ vẫn chưa được tốt. Phương Nguyên cười nhạt, thế ngươi nói như thế nào? Hắc lâu lan hừ lạnh, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, tử sơn chân quân biết bí mật của ta, quả nhiên thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc. Cũng may mà ta và Phương Nguyên đã ký kết minh ước. Nhưng Phương Nguyên tính toán khá lắm. Cho dù tiên cổ ngã lực có quan trọng với ta đến đây, nó cũng chỉ là lục chuyển, làm sao đổi được tiên cổ thái độ của ta. Hừ. Hắc lâu lan lập tức bác bỏ đề nghị của Phương Nguyên, tiên cổ thái độ trong tay ta cao đến bác chuyển chỉ cần người hữu tâm là có thể dùng được, là cổ trùng truyền kỳ bên trong nhân tổ truyện. Ngươi lại đưa một con tiên cổ lục chuyển đối lấy cổ thái độ của ta. Ha ha, ngươi không khỏi quá suy nghĩ hảo huyền rồi. Phương Nguyên im lặng một lúc, sau đó nói, vậy ngươi muốn thế nào thì mới có thể đổi chứ? Không đổi. Hắc Lâu Lan lập tức trả lời, thái độ kiên quyết, chém sắc như chém bùng. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khí tức nguy hiểm, Hắc Lâu Lan, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Ta cần nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là địa bàn của ta, là phúc địa hồ tiên của ta. Hắc Lâu Lan ngửa đầu cười to, ha ha, thì sao? Đừng quên giữa chúng ta đã ký kết minh ước. Minh ước còn chưa kết thúc, minh hữu không thể công phạt lẫn nhau. Đương nhiên. Hắc Lâu Lan nói tiếp, ngươi có sư phụ của ngươi làm chỗ dựa, có lẽ đã đơn phương giải khai minh ước. Nhưng ngươi cho rằng Hắc Lâu Lang ta là người tham sống sợ chết sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Cho dù ta chết ở đây, ta cũng sẽ tiêu hủy toàn bộ cổ trùng trước khi chết. Đồng thời ta còn biết rõ tất cả tài nguyên ngươi cất giữ bên trong Phúc Địa Hồ Tiên. Chúng ta đại chiến một trận, số tài nguyên này còn lại bao nhiêu chứ? Dù Thái Bạch Vân Sinh có tiên cổ giang sơn như cố, cũng không khôi phục được số tài nguyên đó cho ngươi đâu. Phương Nguyên không nhịn được bật cười. Kiếp trước hắn làm ra vẻ thấy chết không sờn áp chế phần thiên ma nữ. Bây giờ trùng sinh, Hắc Lâu Lan đang dùng phương pháp tương tự đối phó hắn. Phương Nguyên cười ha hả, vỗ tay nói, Hắc Lâu Lan, ta cũng không dám xem thường ngươi. Vừa nãy chỉ là nói đùa mà thôi. Dùng tiên cổ lục chuyển đổi bác chuyển, trò đùa này của ngươi chỉ có thể nói ngươi tham lam và ngu xuẩn. Hắc Lâu Lan không chút nể mặt, nói thẳng vào mặt Phương Nguyên. Tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên, Vậy thì ta đưa ra thêm một vật nữa, ví dụ như ta từ bỏ tranh đoạt phúc địa tinh tượng. Hắc lâu lan lắc đầu, đừng nói là từ bỏ tranh đoạt, cho dù ngươi đưa cho ta phúc địa hồ tiên, phúc địa tinh tượng, ta cũng sẽ không đổi. Tiên cổ thái độ không chỉ đơn thuần là tiên cổ bác chuyển, mà điều kiện sử dụng nó rất thấp, không cần tiêu hao tiên nguyên, chỉ cần tiêu hao tâm lực. Nói cách khác, ta là cổ tiên lục chuyển, nhưng vẫn có thể sử dụng được tiên cổ bác chuyển. Tiên cổ này là tuyệt thế kỳ trân, ta tuyệt sẽ không buông tay. Đổi tiên cổ với ta thì đừng nói nữa. Phương Nguyên, ngươi là người thông minh, sẽ không làm những chuyện vô dụng chứ. Phương Nguyên đang nghe truyện trên TV Audio CV gật đầu, thở dài một tiếng. Ta hiểu rồi, như vậy ta lui một bước, dùng tiên cổ ngã lực đổi tiên cổ nô lệ trong tay ngươi. Hắc lâu lan lại cao mày. Trong tay nàng đúng là có một con tiên cổ nô lệ lấy được từ bên trong phúc địa vương đình trong thời khắc cuối cùng đã lừa được ý chí của cự dương tiên tôn. Hắc lâu lan im lặng. Lời đề nghị này của Phương Nguyên đã khiến nàng động tâm. Đối với nàng mà nói, giá trị của tiên cổ ngã lực đương nhiên cao hơn tiên cổ nô lệ rồi. Hắc lâu lan nhìn thẳng vào hai mắt Phương Nguyên, tiên cổ nô lệ trong tay ta chỉ có lục chuyển. Ngươi dùng lục chuyển đổi lục chuyển cũng bình thường. Nhưng tiên cổ nô lệ cũng không thể sử dụng vĩnh viễn, chỉ dùng được một lần. Ngươi dùng ngã lực đổi nô lệ, không cảm thấy thua thiệt sao? Đúng là có chút thua thiệt. Phương Nguyên mỉm cười, dựng thẳng ngón tay, cho nên ta còn kèm theo một điều kiện, ta muốn mượn dùng tiên cổ thái độ một thời gian. Hắc lâu lan không nói gì. Phương Nguyên trăm phương nghìn kế muốn dùng cổ thái độ, điều này khiến cho nàng nhạy bén cảm nhận được, tiên cổ thái độ rất quan trọng đối với Phương Nguyên. Nhưng rốt cuộc quan trọng bao nhiêu, Hắc lâu lan cũng không thể khẳng định được nàng cần tiến hành thăm dò một phen. Vì thế nàng từ chối, ta sẽ không cho người ngoài mượn cổ thái độ của ta. Phương Nguyên sầm mặt lại, vậy thì quên đi. Nói xong liền quay đầu đi. Hắc Lâu Lan đứng im nhìn, vẫn không nhúc nhích. Phương Nguyên đi được vài bước liền dừng lại, cười khổ quay người, đối mặt với Hắc Lâu Lan, ta chỉ cần mượn cổ thái độ ba năm mà thôi. Ba năm. Ba ngày cũng không được. Hắc Lâu Lan lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút phấn khởi nàng đã tìm được cơ hội làm thịt phương nguyên hắc lâu lan che giấu rất khá nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ còn phương nguyên là lão quái đã sống mấy trăm năm phương nguyên không vui hừ một tiếng hắn làm sao không biết tâm tư này của hắc lâu lan thế là hắn ném ra đòn sát thủ xem ra ngươi không muốn báo thù trước mắt đang có một cơ hội tuyệt thế có thể giết chết hắc thành nhưng ta nghĩ chắc ngươi không cần cái gì hắc thành hung mang lóe lên trong mắt hắc lâu lan biểu hiện thay đổi mặc dù hắc thành là cha ruột của nàng nhưng giữa nàng và hắc thành là cừu nhân không đội trời chung giết chết hắc thành báo thù rửa hận là chấp niệm lớn nhất trong lòng hắc lâu lan chấp niệm này thậm chí ảnh hưởng đến nàng tu hành hóa thành một bóng ma vắt ngang trong lòng nàng kiếp trước hắc lâu lan đã giết chết được hắc thành có lại được tiên cổ ngã lực đã mất từ đó mới từ bỏ được chướng ngại tâm lý tìm lại bản thân thúc ra hư ảnh lực đạo cũng là hình ảnh của bản thân chứ không phải đại hán thô kệch như lúc trước đàm phán với hắc lâu lan trước sau kéo dài ba canh giờ sau khi kết thúc cho dù phương nguyên có cơ thể tiên cương cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi vốn đầu óc tiên cương đã không linh hoạt nay còn phải suy nghĩ không biết bao nhiêu hắc lâu lan cũng không khá hơn chút nào nàng cảm giác lần đàm phán này còn mệt mỏi hơn cả kịch chiến sinh tử từ bên trong tản ra một cảm giác suy yếu, miệng đắng lưỡi khô, đầu óc choáng váng. Sau khi đàm phán xong, Phương Nguyên kéo Thái Bạch Vân Sinh cùng với Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên tử ký kết một minh ước hoàn toàn mới. Phương Nguyên trả lại tiên cổ ngã lực, đổi lấy tiên cổ nô lệ của Hắc Lâu Lan, đồng thời mượn dùng cổ thái độ một năm. Phương Nguyên sẽ cung cấp cơ hội giết chết Hắc Thành cho Lê Sơn Tiên tử và Hắc Lâu Lan. Phúc địa tin tượng, mọi người tiếp tục cạnh tranh công bằng ngoài ra phương nguyên còn được hắc lâu lan đồng ý hai người liên vận với nhau minh ước mới logic chặt chẽ toàn diện cho dù lê sơn tiên tử là đại tông sư tính đạo cũng phải mất mấy năm mới có thể giải trừ quan trọng hơn là tính đến phần thiên ma nữ bên trong có một điều khoản nếu có minh hữu mới tiến vào minh hữu đó phải tuân thủ minh ước đã có đồng thời hai bên không được nhờ người ngoài đối phó lẫn nhau hai bên đều có một lần cơ hội cầu viện một khi vận dụng, đối phương nhất định phải cứu viện. Thù lao về sau thì xem tình hình cụ thể để tính toán. Minh ước rất nghiêm ngặt, quy định kỹ càng phân phối lợi ích. Phương Nguyên dựa vào tâm lý kiên kỵ tử sơn chân quân của Hắc Lâu Lan, còn có trí nhớ của kiếp trước để thành công đạt được mục đích của mình. Người mà chỉ biết chiến đấu, chẳng qua chỉ là mãn phu mà thôi. Chiến đấu cũng không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Người là vạn vật chi linh, có trí tuệ rất sâu xa nếu trí tuệ này chỉ dùng để chiến đấu, vậy thì cô phụ thượng thiên ban ân rồi. Sau khi kết minh, tình huống của phương nguyên thay đổi rất nhiều. Đầu tiên, hắc lâu lang là hắc nguyệt tiên tử, vận đạo tràn đầy, kéo dài không suy. Phương nguyên và nàng liên vận nhất định sẽ triệt tiêu khuyết điểm của xuân thu thiền. Tiếp theo là mượn tiên cổ thái độ bác chuyển. Tiên cổ này đạo thiên ma tôn đã từng dùng, là cổ trùng hạch tâm của sát chiêu tiên đạo truyền kỳ gặp mặt từng quen biết. Lúc trước, khi Đạo Thiên Ma Tôn vẫn còn là Cổ Tiên Lục Chuyển, ông ta đã lợi dụng sát chiêu này để lừa gạt hai vị Cổ Tiên Bát Chuyển, thu được rất nhiều trọng bảo, dẫn đến hai vị Cổ Tiên Bát Chuyển hiểu lầm nhau, gián tiếp hại chết bọn họ. Phương Nguyên mất đi tiên cổ biến hình, nhưng có được cổ thái độ, so với tiên cổ biến hình còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cải tiến sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, hiệu quả tăng vọt đến trình độ kinh người. Hiện tại hắn có lòng tin lừa gạt được cả Cổ Tiên Bát Chuyển cuối cùng là phần thiên ma nữ. Kiếp trước, vị nữ cổ tiên bác chuyển phần thiên ma nữ đã tính kế đối phó Phương Nguyên. Kiếp này, Phương Nguyên và hai người Lê Sơn Tiên tử định ra minh ước mới, xem như sớm ngăn chặn tính toán của phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ vô cùng ấy nấy và bảo vệ cho Hắc Lâu Lan. Đó chính là nhược điểm lớn nhất của nàng ta. Dựa vào điểm này, Phương Nguyên hữu tâm tính vô tâm, lập tức có thể lợi dụng phần thiên ma nữ một phen. Cho dù phần thiên ma nữ không gia nhập vào minh ước mới, khi Hắc Lâu Lan cứu viện Phương Nguyên, thân đang ở trong hiểm cảnh, phần thiên ma nữ có thể không ra tay sao? Có thể nói, Hắc Lâu Lan chính là quân cờ tốt nhất để khống chế phần thiên ma nữ. Hắc Lâu Lan đã không còn là vật cản của ta, hóa thù thành bạn. Kế hoạch tiếp theo của ta nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng Hắc Lâu Lan vô cùng không khéo, cũng không dễ lừa gạt. Bây giờ, bọn họ rất hài lòng đối với minh ước mới nhưng thời gian dần trôi sẽ phát hiện ta đang chiếm tiện nghi rất lớn đến lúc đó bọn họ tất nhiên là bất mãn thậm chí là gây bất lợi cho ta phương nguyên cũng là dựa vào ký ức của kiếp trước mới chiếm được tiện nghi trong lòng của hắn vẫn không hề buông xuống cảnh giác đối với phía hắc lâu lan nhưng đợi đến khi ta nắm được kinh hồng loạn đài đấu trong tay đại thế đã thành thực lực hai bên đã bị phá vỡ cho dù bên phía hắc lâu lan có làm gì cũng không đánh lên nổi bọt nước phương nguyên không tiếc bỏ qua tiên cổ ngã lực chính là vì tiên cổ ốc kinh hồng loạn đài đấu còn có tiên cương đại lực chân vũ có tiên cổ ngã lực trong tay chẳng qua chỉ tăng thêm biến chiêu cho sát chiêu vạn ngã chiến lực cùng lắm cũng chỉ là thất chuyển mà thôi nhưng nếu có tiên cổ ốc phương nguyên ngay cả bác chuyển cũng chẳng sợ sau khi có được tiên cổ thái độ phương nguyên cất vào tiên khiếu sau đó đến phúc địa lang gia địa linh lang gia vô cùng kinh ngạc nói với phương nguyên nhanh như vậy ngươi đã đến sao ngươi muốn tiên tài gì của ta à không có phương nguyên lắc đầu sắc mặt địa linh lang gia lập tức trầm xuống quát lạnh phương nguyên cái tên tiểu tử thúi này ngươi xem mấy lời ta nói như gió thoảng bên tai sao trước khi ngươi rời đi ta đã cảnh cáo ngươi phúc địa lang gia không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới nếu không có tiên tài mà ta muốn, ngươi cũng đừng làm phiền ta. Ta sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngươi. thật sao? Phương Nguyên cười nhạt, thái độ ung dung. nếu như ta nói ta muốn vận dụng cơ hội cuối cùng kia, yêu cầu ngươi trợ giúp ta luyện cổ thì sao? a, à, địa linh lan gia khẽ giật mình. Phương Nguyên tranh đoạt cơ duyên của mã hồng vận, dùng tư cách của người kế thừa truyền thừa đạo thiên tiến vào phúc địa lan gia. Bởi vì ước định giữa trường Mao Lão Tổ và Đạo Thiên Ma Tôn, địa linh Lan Gia nhất định phải luyện chế cổ trùng ba lần cho Phương Nguyên. Nếu luyện chế phàm cổ, địa linh Lan Gia nhất định phải cam đoan thành công. Nếu luyện chế tiên cổ, địa linh Lan Gia có thể thất bại, nhưng nguyên liệu luyện cổ phải do lão bỏ tiền túi ra. Phương Nguyên đã dùng hai lần cơ hội. Đầu tiên là luyện thành cổ tinh môn. Mặc dù cổ trùng này chỉ là phàm cổ, nhưng lúc đó đã mang đến sự giúp đỡ rất lớn cho Phương Nguyên. Lần thứ hai là luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Trong lúc luyện cổ, Phương Nguyên đã uống bốn loại rượu ngon, thu hoạch được cổ thần du. Cuối cùng còn lợi dụng cổ thần du đổi lấy tiên cổ hy nê từ địa linh lan gia. Cho nên, trong tay Phương Nguyên vẫn còn một lần luyện cổ cuối cùng. Địa linh lan gia nghiêm mặt nói, tiểu tử, lần này ngươi muốn luyện cổ gì? Phương Nguyên cười ha hả, vỗ vai địa linh lan gia, vừa nãy ta chỉ nói nếu như, chứ không thật sự muốn hao phí cơ hội thứ ba này để ngươi luyện cổ đâu. Địa linh lan gia hừ lạnh, gạt tay Phương Nguyên xuống, còn phủi phủi vai của mình, biểu hiện chán ghét nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ cần Phương Nguyên không sử dụng cơ hội cuối cùng, hắn có thể tùy ý ra vào phút địa lan gia. Địa linh lan gia biết, Phương Nguyên đang cảnh cáo lão, thậm chí là gõ. Nhưng lão lại không cách nào bác bỏ điều này, cho nên trong lòng rất khó chịu. Nếu như ngươi không muốn hao phí cơ hội cuối cùng, vậy thì nhanh rời khỏi chỗ này cho lão phu đi. Địa linh lan gia bất mãn kêu lên. Phương Nguyên lơ đỉnh nhún vai, mặc dù ta không mang theo tiên tài mà ngươi nói, nhưng ta có mang đến cái này, ngươi xem một chút đi. Địa linh lan gia nhếch miệng, tiểu tử ngươi còn muốn gạt ta. Hừ, ngươi cho rằng tiên tài dễ thay thế lắm sao? Ta cho rằng không thể nào. Lão còn chưa nói xong đã dừng lại. Lão mở to hai mắt, nhìn chầm chầm tiên tài trong tay Phương Nguyên. Tiên tài này quả nhiên không đơn giản, là tiên tài bác chuyển mà Phương Nguyên nhặt được bên trong cống ngầm. Mắt địa linh lan gia nhìn thẳng. Cái này, cái này, hình như là mảnh vỡ cơ thể hoang thú thái cổ Vân Hoàng. Địa linh lan gia lắp bắp, khó có thể tin. Phương Nguyên giơ ngón tay cái lên, không hổ danh là địa linh lan gia, đúng là như vậy. Sau khi ta có được tiên tài này, cũng phải phí hết công sức mới nhớ ra được lai lịch của nó Nói xong Phương Nguyên liền đưa khối tiên tài này cho Địa Linh Lan Gia Địa Linh Lan Gia không chút thách sáo Như sấm sét chọc lấy khối tiên tài Mắt dán chặt vào Cẩn thận xem xét Phẩm chất tốt Phẩm chất tốt Quả nhiên là mảnh vỡ hoang thú Đây là vật rất hiếm Tiểu tử ngươi vận phải vận khí cức chó gì thế Lại có được một khối bảo bối như thế này Địa Linh Lan Gia không ngừng lại nhảy bùi ngùi không thôi. Thật lâu sau, mắt của lão ta có chút ngây ra. Mặc kệ là địa linh lang gia nào, bọn họ đều có nguồn gốc từ trường mau lão tổ. Trường mao lão tổ am hiểu nhất là luyện cổ, đồng thời còn si mê luyện cổ. Địa linh lang gia cũng kế thừa tính cách này. Hiện tại, địa linh lang gia nhìn thấy tiên tài bác chuyển, suy nghĩ trong đầu liền loạn cả lên. Lão luôn vất vả tìm kiếm tiên tài này mà không được. Nếu có nó, nguyên liệu còn thiếu trong rất nhiều cổ phương tiên cổ sẽ được bù lại. Thậm chí còn có một hai nguyên liệu đã thu thập được, có thể khai lò luyện cổ. Địa linh lan gia không thèm quan tâm đến phương nguyên, ánh mắt chăm chú nhìn mảnh vỡ vân hoàng trong tay, lật qua lật lại, miệng thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tiên tài bác chuyển, ngay cả phúc địa lan gia cũng rất ít khi cất giữ. Vì sao? Rất đơn giản, không dễ tìm. Giống như mảnh vỡ vân hoàng, Bản thể của nó là hoang thú thái cổ Vân Hoàng. Chiến lược của Vân Hoàng cực mạnh, có thể địch lại cả Cổ Tiên Bát Chuyển. Muốn thu thập tiên tài này, bình thường mà nói, nhất định phải giết chết Vân Hoàng. Cổ Tiên vốn đã ít, Bát Chuyển thì ít càng thêm ít, chỉ có một nhóm nhỏ người. Lại phải cân nhắc đến an nguy độ kiếp của bản thân, vì thế sẽ không dễ dàng khai chiến. Trừ phi liên quan đến nhu cầu của mình. Cho nên, tiên tài Bát Chuyển trên thị trường cực ít. Đây cũng là nguyên nhân phương nguyên chỉ cần ném một hai khối tiên tài vào trong bảo hoàng thiên là có thể dễ dàng đổi lấy các nguyên liệu thức ăn nuôi tiên cổ. Ngay cả bản thể của địa linh lang gia là trường mau lão tổ, cũng không có năng lực quá lớn tự mình thu thập tiên tài. Lão sở dĩ đồng ý luyện cổ cho đạo thiên ma tôn, cự dương tiên tôn là vì muốn nhờ thực lực của cửu chuyển tôn giả trợ giúp lão thu thập tiên tài bát chuyển. Phương Nguyên nhìn biểu hiện của địa linh lang gia, khóe miệng nhếch lên hắn lại lấy ra một khối tiên tài bát chuyển khác cố ý hỏi địa linh lan gia ngươi hãy giúp ta nhìn xem khối tiên tài này rốt cuộc có lai lịch gì a à, địa linh lan gia ngẩng đầu nhìn lên lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi ánh mắt của lão tràn ngập sự vui mừng ông trời ơi đây không phải là cánh ong mật bang hổ sao nhìn đi vần sáng đạo ngân mỹ diệu đến cỡ nào đạo ngân kim đạo bên trên cánh ong dày đặc như thế đến mức chúng ta dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng của đạo ngân. Tiểu tử thúi này, sao ngươi lại có được ân huệ lớn như thế? Đúng là tức chết người mà. Lão Phu chờ đợi bao nhiêu năm, trong tay cũng chỉ có hai mươi mấy khối, nhưng cũng không nở dùng. Phương Nguyên cười ha hả, nếu như nói đây là thứ mà ta nhặt được, ngươi có tin hay không? Nói xong, hắn liền ra tay chộp lấy mảnh vỡ vân hoàng trong tay địa linh lan gia về. Địa Linh Lan Gia vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau khi phản ứng, lập tức kêu lên một tiếng, giống như bị người ta cắt một miếng thịt. Lão giậm chân, ngươi làm gì thế? Làm gì? Phương Nguyên làm ra vẻ kỳ quái, đây là đồ của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đoạt trắng trợn sao? Toàn thân Địa Linh Lan Gia cứng đờ, không nói thêm điều gì, chỉ dựng râu trừng mắt với Phương Nguyên. Địa Linh Lan Gia dựng râu trừng mắt với Phương Nguyên nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiên tài này là của Phương Nguyên, lão gấp đến độ suýt chút nữa bắt mặt cào má. Phương Nguyên mỉm cười nhìn địa linh lan gia. Mặc kệ thái độ của địa linh lan gia đối với hắn không tốt bao nhiêu, chỉ cần có được những tiên tài này, hắn giống như đang nắm giữ mạch môn của địa linh lan gia. Bỗng nhiên, con ngươi địa linh lan gia đảo một vòng, kịp phản ứng. Lão không còn nôn nóng nữa, mà cười lạnh, hừ, tên tiểu tử thúi này, ta còn không biết ngươi sao? ngươi chính là tên vô lợi không dậy sớm. nói, lần này ngươi muốn chiếm tiện nghi gì từ lão phu? phương nguyên nghe xong, ra vẻ không vui. lão tiên sinh, lời này của lão là không đúng rồi. ta cũng không phải chiếm tiện nghi của lão mà là giao dịch công bằng. hừ. địa linh lan gia đã có tâm lý sẵn với mặt dày vô sĩ phương nguyên. những mày nói, ngươi cứ nói thẳng, đừng vòng vo với lão phu nữa. Phương Nguyên rủ tầm mắt xuống, nhìn chầm chầm tiên tài trong tay, nếu lão tiên sinh đã sẵn khoái như vậy, ta xin trực tiếp hỏi. Xin hỏi trong tay ngươi có sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết không? Địa Linh Lan Gia ngây ra một lúc, chợt hỏi ngược lại, tại sao ngươi biết trong tay lão phu có sát chiêu chiêu bài của đạo thiên ma tôn? Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Trong tay địa linh lan gia quả nhiên là có. Hắn cũng chỉ suy đoán việc này mà thôi. Nhớ ngày đó, Địa linh lang gia thiếu hoang thú, muốn phương nguyên bắt cho lão một con, đã dùng sát chiêu phàm đạo gặp mặt không quen biết để làm thù lao dụ dỗ hắn. Khi bàn luận, phương nguyên đã hỏi đến gặp mặt từng quen biết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.